Rượu và sự thật. Bữa tiệc thật hoành tráng, nhà vua thật rộng rãi khi mời dân chúng một bữa no nê và thịnh soạn như vậy. Đúng vậy, đức vua quả thật là hào phóng. Hy vọng ngài sẽ yêu thương dân chúng như chính con mình. Cha cha, thật là một ngày vui nhưng mệt, phải ngủ một giấc bù lại mới được. Bệ hạ vạn tuế. Các ngươi nhớ canh gác cẩn thận, không cho ai vào quấy rầy giấc ngủ của ta. Tuân lệnh. Anh sai là cái chắc. Không, tôi nghĩ tôi nói đúng mà. Các anh đều sai, chỉ có tôi đúng thôi. Tôi đúng. Anh chả có lý gì cả. Thôi thôi, tranh cãi thế này đến bao giờ? Các ngươi làm gì mà ồn ào vậy hả? Vào hết đi. Bệ hạ tha tội, chúng thần đang mãi tranh luận nên mạo phạm người, xin bệ hạ tha tội. Tranh luận à? Các ngươi tranh luận điều gì vậy? Dạ, chúng thần có tranh luận xem cái gì có sức mạnh nhất trên thế gian, nhưng chẳng ai chịu ai. Cái gì mạnh nhất à? Là gì nhỉ? Vậy các ngươi hãy nói ta nghe, cái gì mạnh nhất thế gian, ta sẽ phân xử cho các ngươi. Thưa bệ hạ, theo thần, rượu chính là thứ mạnh nhất trên đời. Tại sao lại là rượu? Dạ, rượu khiến người khôn ngoan nhất cũng trở nên ngu ngốc khi say. Từ kẻ hùng mạnh nhất cho đến một kẻ vô công rỗi nghề nhất. Dạ thưa, theo thần nghĩ, đức vua mới là biểu tượng cho sức mạnh. Nếu nhà vua ra lệnh thì không ai có thể trái lời. Dân chúng triệu người răm rắp phục tùng đức vua, và đức vua có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cũng có lý. Còn ngươi, hãy nói ý kiến của ngươi xem. Thưa bệ hạ, theo thần, mạnh mẽ nhất trên đời chính là sự thật. Rượu là thứ làm say mềm mọi người, nhưng là thứ hữu hạn. Quyền lực của vua thật là to lớn, nhưng suy cho cùng cũng là hữu hạn. Tất cả chúng ta đều hữu hạn và có lúc sẽ tan biến. Duy chỉ có sự thật là tồn tại mãi mãi. Nó luôn mạnh mẽ, không bao giờ chết đi hay bị diệt vong. Trước sự thật, tất cả mọi người đều như nhau, và không ai có thể hối lộ nó. Trước sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, cho dù ngoan cố tới mức nào. Sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, và sự thật là thứ bất biến trước thời gian. Hay, hay lắm. Ta nhất trí với đáp án của ngươi. Ngươi thật là một người thông minh, thấu đáo. Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Hãy yêu cầu bất kể điều gì ngươi muốn. Đó là phần thưởng dành cho người có ý kiến đúng nhất. Thưa đức vua, ngày thống nhất đất nước, đức vua có nói sẽ xây dựng, kiến tạo lại đất nước, củng cố lại hệ thống đê điều, để dân chúng có cuộc sống no ấm và thanh bình. Thần tha thiết xin bệ hạ sớm thực hiện điều này. Tốt lắm, ngươi không chỉ thông minh mà còn rất có trách nhiệm với đất nước. Ta thật sự rất vui vì ngươi đã nhắc nhở ta về trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng đầu đất nước. Ta chuẩn tấu và giao cho ngươi giúp ta cai quản chăm lo việc đắp đê và thu thuế cho quốc gia. Đa tạ hoàng đế anh minh. Áo tàng hình. Cả ngày hôm nay không được tí tôm cá nào, tối nay lại bụng đói đi ngủ rồi. Tội nghiệp ông cụ, chắc cả ngày làm việc cực nhọc quá, ngủ thiếp đi. Đã mấy hôm nay đánh cá, mình đều nghe tiếng sáo du dương này. Tiếng sáo nghe rất lạ, như có phép màu nhiệm, mê hoặc lòng người. Mình phải lên núi xem sao.
sắp tới nơi rồi. Chẳng phải là ông cụ này... Thưa cụ, cụ là ai mà ngồi thổi sáo ở đây? Còn có nhớ ta không? Dạ có, cụ có phải là người nằm ở gốc đa dưới chân núi hôm nọ không ạ? Đúng, hôm nọ con đành chịu mình trần để nhường áo cho ta. Tấm lòng này thật là hiếm có. Nay ta muốn đền cho con một chiếc áo khác. Đây không phải là chiếc áo thường mà là một bảo vật có phép làm cho người ta tàn hình. Mỗi lần mặc áo, không một ai nhận ra con ở trước mặt. Nó sẽ giúp cho con làm được nhiều việc hữu ích cho đời, cho người. Ôi, cái áo này kỳ diệu vậy ư? Thưa cụ. Cụ ơi, cụ ơi. Giờ mới có dịp thực hiện được ước nguyện thăm thú kinh thành. Trời ơi, biết lấy gì mà ăn đây. Các cụ ơi, xin hỏi có chuyện gì mà mọi người lại ngồi hết cả ra đây thế này? Khổ lắm chú ơi, chúng tôi đều là người làm của nhà phú ông làng này. Nhưng nay người thì già rồi, người thì sức yếu, nên bị phú ông đuổi hết đi, không trả cho lấy một đồng công nào. Bà cháu tôi đã 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng. Lão phú ông này thật quá quắt. Cụ ơi, nhà ông ta ở đâu? Kìa kìa. Cụ à, cụ đừng có lo, cụ chờ con một lát nhé. Nhờ ăn chặn của mấy đám người làm ấy mà tiết kiệm được thêm gần 200 đồng đấy ông à. Nhiều thế cơ à. Thôi, ăn cơm đi. Ôi, sao thế? Cái gì vậy ông? Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Ôi, ba, ba, cứu với. Trời ơi. Ba, cô ba. Đây là tiền công của mọi người, cháu thay mặt mọi người đòi lại từ lão phú ông tham lam. Cụ chia lại cho mọi người đi, lấy chút vốn sống tuổi già cụ nhé. Ôi, đa tạ chàng trai, cháu thật là nghĩa hiệp. Cảm ơn chàng trai, cậu tốt bụng quá. Cảm ơn cậu rất nhiều. Kinh thành đẹp quá, thật là đông vui. Hiện nay tình hình rất nguy cấp, hàng vạn binh mã của nước láng giềng đang ùn ùn kéo tới. Nhà vua đã cho quân đội ra chống giữ, nhưng chưa cản được giặc, chúng đang tiến quân như vũ bão. Nay nhà vua kêu gọi mọi người dân hãy cùng đứng lên đánh giặc, bảo vệ bờ cõi. Sao, không lẽ sắp mất nước ư? Nguy quá, đất nước lâm nguy, sao ta có thể làm ngơ chứ? Tướng quân, xin cho tôi được đi dẹp giặc cứu nước. Nhà ngươi nói thật chứ? Vậy nhà ngươi cần bao nhiêu binh mã? Chỉ cần một mình tôi cũng có thể đuổi được giặc dữ. Chỉ xin hãy cấp cho tôi một thanh gươm. A, à, thủ lĩnh, thủ lĩnh bị sát hại rồi. Mấy thủ lĩnh của chúng ta tự dân đều bị chết, chết cả rồi. Thủ lĩnh võ nghệ cao cường là vậy mà còn bị giết, chết rồi, chạy thôi anh em ơi. Quả là một vị anh hùng. Hoàng hô, đa tạ vị anh hùng dẹp giặc cứu nước. Hoàng hô. Cụ ơi, cảm ơn cụ đã ban cho con áo thần. Con nguyện sẽ dốc lòng chỉ làm việc nghĩa, giúp dân, giúp nước, giúp đời. Chim chu tước. Thuở còn hồng hoang, khi mùa đông sắp về, ấy là lúc muôn thú khắp nơi thường kéo nhau đi tìm đến chỗ thần lửa trú ngủ để cùng nhau sưởi ấm. Ôi, ấm quá là ấm đi. Thật tuyệt khi trái đất có một nơi ấm áp cho chúng ta sưởi ấm. Chúng ta cùng nhảy múa đi. Ừ, hay đấy. La 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 la. Thế rồi một năm nọ, tuyết rơi. Lạnh quá, lạnh quá đi mất. Cậu xây ra một chút đi, thân hình cậu to xồ xề, ngồi choáng hết của mọi người còn đâu. Này, cậu đừng ủi thế, để tớ sưởi với chứ.
Lạnh quá. Hy vọng mùa đông sẽ chóng kết thúc. Các bạn cho tớ cùng sưởi với. Ừ, lại đây cùng sưởi nào. Lo gì chứ, không lâu nữa mùa đông sẽ kết thúc thôi. Ờ, có chỗ nóng ấm đây rồi lo gì. Này, cái gì đằng kia thế nhỉ? Ôi, hình như là bão tuyết. Ôi, à! Hình như ngọn lửa đang bị thổi tắt dần. Làm sao bây giờ? Muôn loài ơi. Ôi, là thần lửa phải không ạ? Ta không thể cầm cự nổi nữa. Xem chừng không thể tiếp tục duy trì ngọn lửa này rồi. Ta cần tiếp thêm sức, cần một trái tim quả cảm của ai đó để gắng gượng trước khi bị bão tuyết dập tắt hoàn toàn. Ai? Ai sẽ là người tế sinh đây? Nào, ai đó hãy vào làm việc này vì mọi người đi. Này Ma Mốt, thân hình cậu to thế, cậu hãy là người tế sinh đi. Chắc chắn ngọn lửa sẽ bùng cháy, sẽ rất to, mọi người sẽ biết ơn cậu. Ta có bộ da dày, ta không sợ bão tuyết. Nếu lửa có tắt, ai muốn trú thân thì đến bên ta mà nấp vào người của ta sẽ không sao cả. Trời ơi, có ai đó hãy mau nhận sứ mệnh này đi, nếu không ngọn lửa sẽ tắt mất. À, Linh Dương, hay là cậu? Sao lại là tớ chứ? Cậu không chịu tế sinh đi mà còn đùn đẩy cho người khác thế nhỉ? Cọp nanh dài. Ồ, không đời nào nhé. Với sức mạnh và thể lực như bọn ta thì chả việc gì phải sợ. Ôi! Ôi! Nhanh lên, ngọn lửa sắp tắt mất rồi. Làm ơn đi, ai đó hãy nhận hiến mình cho ngọn lửa đi. Nếu không tất cả sẽ mãi mãi chìm trong băng giá. Ôi không, ngọn lửa đang tắt rồi. Ngọn lửa sắp tắt rồi, không ai dám hy sinh cả. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình thì muôn loài sẽ chết công hết. Thế thì không được. Chú Tước ơi, mi có dám không? Hãy vì muôn loài tiếp theo sức mạnh cho thần lửa nào. Ôi, chú chim nhỏ bé nhưng có trái tim thật nhân hậu, dám hy sinh sự sống của mình cho muôn loài. Từ đấy về sau, Chu Tước là tên dùng để chỉ về loài chim phụng hoàng lửa bất diệt này. Cũng từ đấy về sau xuất hiện thành ngữ chim sẻ hóa phụng hoàng là vậy. Ân cứu mạng. Trời ơi, chú chó kia gặp chuyện gì rồi? Ổn rồi, ổn rồi. Mày đừng lo. Mình về rồi à? Hôm nay có kiếm được nhiều không? Ơ, mà con chó này ở đâu ra thế? Tôi đang thả lưới thì thấy nó đuối sức, sắp chìm nghỉm giữa sông nên lao ra cứu thôi. Chồng nó tội nghiệp quá cho nên mang về nhà nuôi, được không mình? Tất nhiên là được rồi. Mình ơi, hình như nó cũng đang có bầu. Mình nhìn này, bụng nó to hơn bình thường. Vậy à, may mà mình kịp cứu nó đó. Không thì tội nghiệp cho mẹ con nó quá. Hay là từ nay vợ chồng mình gọi nó là Vàng nha. Được, Vàng, Vàng ơi. Một thời gian sau. Con trai của ba, ngoan nha. Đêm qua mình trở dạ sinh, tình cờ làm sao con Vàng cũng đẻ đêm qua rồi. Một con chó con mập mũm mĩm.
Thật vậy hả mình? Vậy thì tốt rồi. Mình nấu cháo cho tôi, nhớ phần cho mẹ con nó một ít nha. Đoạn kết. Anh về làm việc đi, đưa túi cho em. Thôi nào, để anh mang về tận nơi cho. Mình yêu nhau, cả công ty này biết rồi, em còn ngại gì chứ. Cái cậu này đúng là... Cà phê không? Hôm nay oải người quá. Hôm nay lại dậy sớm để đón nàng đi làm à. Yêu đương vào có khác, thay đổi quá. Trước cậu có quan tâm đến ai bao giờ đâu. Giờ một điều người yêu, hai điều người yêu. Ghê thật đấy. Cái cậu này, nói kháy tớ à. Thế có xuống kia làm ly cà phê không? Buồn ngủ chết rồi đây này. Chịu thôi, mai thi nghiệp vụ rồi. Tớ phải tranh thủ đọc thêm ít tài liệu. Cả cậu nữa đấy, yêu đương thì cũng có giới hạn thôi. Lo chuyện thi cử đi, không thì việc cũng chả giữ nổi đâu. Lại ông cụ non rồi. Thôi, tớ xuống kia một mình vậy. Sớm lên làm việc nhé, không sếp biết là phiền đấy. Thi cử, sếp biết. Chả mấy nữa, mình sẽ thoát khỏi cái danh phận nhân viên quèn, nghèo hèn này thôi. Chỉ cần cưới được Phương. Này, vừa rồi công ty cậu có một cô bé tên Phương mới vào làm việc phải không? Nghe nói nhà cô ta giàu lắm, ba làm tổng giám đốc hẳn một tập đoàn lớn cơ. Tại không thích phụ thuộc vào gia đình, nên cô ta tự tìm việc và thuê nhà trọ ở riêng đấy. Thế à, cô ấy tên Phương sao? Cưới được Phương là cách làm giàu nhanh nhất. Cần gì phải nhọc công phấn đấu tăng lương còm làm gì? Nói mới nhớ, phải chăm gà cái đã. Alo, em à, làm việc mệt không? Anh này, vừa mới gặp nhau, sao đã gọi cho em rồi? Tại nhớ em yêu quá mà. Nhớ cũng phải nén lại chứ. Anh lo làm việc đi, ngày mai thi nghiệp vụ rồi đó. Ừ, anh biết rồi. À mà này, cái tấm hình em mới up lên Facebook hôm qua ấy, người chụp cùng có phải ba em không? Dạ, đó là ba em đấy ạ. Gớm, em kín đáo quá cơ. Anh mang tiếng là người yêu em mà chả biết mấy về gia đình em cả. Cầu hôn em thì em cứ nhấn nhá hoài chưa chịu nhận lời. Em à, anh nghĩ em nên đưa anh về ra mắt giới thiệu với gia đình cho anh dễ đi lại. Vâng, để em thu xếp hôm nào đó mà mình làm việc thôi anh. Không buôn chuyện nữa, sếp bắt được thì phiền phức lắm. Tuân lệnh em yêu, bye bye. Sớm thôi, rồi ông sẽ thành ba vợ thôi. Và... thế nào Thắng, kết quả thi của cậu thế nào? Không đạt, đã thế lại còn bị sếp lôi vào phòng khiển trách đủ thứ. Nào là hay đi làm muộn, hay bỏ việc ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng tại cậu đấy, ai bảo suốt ngày chỉ lo yêu đương. Thì cũng phải đầu tư... Mà thôi, bực mình làm gì? Dù sao tớ cũng xin nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Cậu đùa đó à? Hoàn cảnh nhà cậu, ba mẹ chứ quê, đừng có mà vội giận mất khôn. Tớ tính cả rồi, cậu không phải lo cho tớ. Thế nhé. Lạ thật đấy, giới thiệu bạn trai với ba, không dẫn về nhà, mà lại hẹn ở quán cà phê, chả hiểu nổi cô ấy nữa. Chào cậu, cậu là Thắng phải không? Ừ, dạ vâng. Ừ, bác là... Vâng, tôi là ba của Phương.
nghe con gái muốn giới thiệu bạn trai. Tôi làm công nhân ở công trình gần đây, nên tranh thủ chạy qua. Dạ. Con bé này hẹn kiểu gì mà còn ra muộn hơn cả ba thế nữa chứ. Hóa ra cô ta không phải tiểu thư nhà giàu, mà chỉ là con một công nhân xây dựng thôi ư. Trời ơi, không ngờ bao nhiêu công sức và tiền bạc đầu tư của mình thành công cốc mất rồi. Chào ba, anh. Xin lỗi con đến trễ. Không sao, ba cũng vừa đến thôi. Ba à, đây là anh Thắng, bạn trai con. Chúng con định tiến tới hôn nhân. Thôi khỏi đi em. Cưới xin gì nữa, anh vừa mới mất việc rồi. Giờ cưới thêm em, để rồi hai đứa ra đường ăn xin à. Anh tưởng em nhà giàu, ba làm tổng giám đốc này đó, chứ đâu ngờ thực sự thì em chỉ là con một công nhân quèn thế này. Thôi, chúng ta chia tay đi. Anh cũng tốt con ạ. Chỉ một phép thử đơn giản đã khiến anh ta bộc lộ rõ bản chất. Con còn lưu luyến gì con người này nữa không? Không ba ạ, ta về đi. Thế là thế nào? Dạ, mời tổng giám đốc lên xe ạ. Hóa ra... Trời ơi, mình trắng tay thật rồi. Việc ơi, người yêu ơi, không. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.